nhẹ nhàng trở về trên phố em. Mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em. Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ. Bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa. Thăm lối về phường hồng vui trong thơ ngây. Mùa hè đến. Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trường Trung học cơ sở Đại Hưng. Trường Trung học cơ sở Đại Hưng được thành lập năm 1960 với tên gọi là trường cấp 2 Đại Hưng. Đến năm 1977, trường được sát nhập với trường cấp 1 Đại Hưng thành trường phổ thông cơ sở Đại Hưng. Và đến năm 1990 lại tách ra thành trường Trung học cơ sở Đại Hưng. Sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường từng bước phát triển, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của xã Đại Hưng nói riêng, của huyện Khói Châu nói chung. Trường Trung học cơ sở Đại Hưng là trường có truyền thống chất lượng cao của huyện Khói Châu. Chất lượng đào tạo của học sinh được duy trì ở top cao trong huyện. Tỷ lệ học sinh đỗ vào trường Trung học phổ thông Nam Khói Châu luôn cao hơn tỷ lệ chung. Điểm trung bình thi vào lớp 10 trung học phổ thông của học sinh nhiều năm ở top cao trong toàn tỉnh. Năm học 2020-2021 vừa qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ giáo viên và về tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường Trung học cơ sở Đại Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, giành được nhiều thành tích nổi bật. Sau đây là một số nội dung chính trong báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trường Trung học cơ sở Đại Hưng. Phần 1. Tình hình học sinh và cán bộ giáo viên. Về số lớp, số học sinh, trường có 13 lớp với 489 học sinh. Trong đó có 29 em là gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra còn một số em gia đình khó khăn. Về giáo viên, cán bộ nhân viên, trường có 26 cán bộ giáo viên. Trong đó có 17 đảng viên, tỷ lệ 65,4%. Hai thầy cô trong ban giám hiệu có trình độ đại học. Có một cán bộ kế toán, tài chính, một văn thư, một cán bộ thiết bị thư viện. 21 giáo viên giảng dạy, đa số có trình độ đại học. Phần 2, về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Về cơ sở vật chất, trường có đủ hệ thống phòng học 1K, có đủ bàn ghế cho học sinh, chất lượng tốt. Tuy nhiên, hệ thống phòng học đã cũ, xây dựng từ năm 1986, đang xuống cấp. Năm học 2020-2021, nhà trường được phụ huynh tài trợ ủng hộ bổ sung về cơ sở vật chất, mở rộng lán xe cho học sinh, xây thêm bồn cây, trồng thêm cây phượng gần cổng trường. Nắp mới hệ thống tét nước Elox loại 1,5 mét khối. Nắp thêm hệ thống cấp nước sạch. Nắp mới 8 bồn sứ, chân sứ bổ sung khu rửa tay cho học sinh vào ngay sát khu lớp học của học sinh. Ốp lát làm thêm 28 mét vuông mái tôn che khu rửa tay cho học sinh. Mua thuốc khử trùng, cồn khô rửa tay, máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, khẩu trang, xà phòng rửa tay. Về thiết bị dạy học, nhà trường có phòng tin, có đầy đủ máy tính để giảng dạy cho học sinh, có đủ các thiết bị dạy học tối thiểu, có hệ thống máy chiếu gắn trên các lớp học, có 5 trên 13 lớp có gắn máy chiếu cố định, có hệ thống mạng Internet, Wi-Fi nắp tới tận các lớp học, đảm bảo các lớp đều vào được mạng Internet, truy cập thông tin, dạy học trực tuyến. Phần 3, công tác chỉ đạo các hoạt động và kết quả đã đạt được. Công tác chỉ đạo, nhà trường đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Khói Châu và của Đảng ủy xã Đại Hưng. Chi bộ nhà trường đã chủ động xây dựng nghị quyết chỉ đạo các hoạt động của nhà trường,
ban giám hiệu nhà trường tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện nghị quyết của chi bộ đảng. Các hoạt động về công tác chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức phẩm chất học sinh, các đoàn thể của nhà trường như công đoàn, đoàn thanh niên, liên đội đều hoạt động tốt, tổ chức tốt các hoạt động tập thể chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. Phong trào văn nghệ sôi nổi được duy trì thường xuyên trong năm. Trường đã làm tốt việc giáo dục đạo đức phẩm chất học sinh, có các biện pháp hiệu quả phòng chống ngăn chặn bạo lực học đường. Về công tác chuyên môn, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đón đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, tổ chức có chất lượng hoạt động giảng dạy trong nhà trường, đẩy mạnh đổi mới cách thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp kỹ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, chủ động lên kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, tổ chức thi học kỳ 2 trực tuyến. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn. Tất cả cán bộ giáo viên đều sử dụng tốt máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nhiều giáo viên thành thạo về máy tính. Quản lý hồ sơ cán bộ bằng phần mềm trên cơ sở dữ liệu ngành. Thực hiện tốt bồi dưỡng thường xuyên qua phần mềm LMS. Thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng qua phần mềm EMIT. Tất cả các đề kiểm tra từ một tiết trở lên và đề thi học kỳ đều được áp dụng công nghệ thông tin, đánh máy, in đề theo mô hình đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Trường đã củng cố mạng Internet, thường xuyên cập nhật thông tin trên website của phòng giáo dục, truyền tải các công văn chỉ đạo, các biểu mẫu báo cáo của phòng giáo dục. Trường đã tổ chức tốt việc liên hệ với phụ huynh học sinh qua Zalo, qua các trang mạng Internet, hướng dẫn phụ huynh học sinh tổ chức dạy học trực tuyến, tổ chức cho học sinh thi trực tuyến. 100% cán bộ giáo viên đều thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. Các hoạt động hội thảo chuyên đề ngoại khóa, trường đã tổ chức tốt hội thảo chuyên đề trong năm học, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, thống nhất chương trình kế hoạch giáo dục môn học. Tổ chức chuyên đề ngoại khóa an toàn giao thông cho học sinh khối 6 tại hội trường xã vào ngày 26 tháng 10 năm 2020. Tổ chức tốt ngày hội đọc sách tại nhà trường vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, nhà trường kết hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi ngoại khóa tặng quà cho học sinh, tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền về an toàn trường học, nhận biết phòng chống tội phạm trên mạng Internet. Về kết quả năm học, đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào đoàn đội vững mạnh hàng năm đều được cấp trên tặng giấy khen. Kết quả thi đua các lớp năm học 2020-2021 có 4 lớp phong trào tiên tiến là 6D, 8D, 9B, 8B. Có 9 lớp phong trào khá là các lớp 7B, 8C, 9C, 7A, 9A, 6A, 8A, 7B, 7C. Nhà trường được Sở Giáo dục đánh giá cao về các phong trào chất lượng hoạt động chuyên môn sau đợt thanh tra tháng 11 năm 2020. Kết quả thi học sinh giỏi huyện khối 9 năm học 2020-2021 ngày thi 23 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Có 16 trên 20 em tham gia dự thi đạt từ 10 đến 20 điểm, được công nhận là học sinh giỏi huyện. Có 2 trên 2 học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều đạt giải 3 cấp tỉnh. Một là em Đào Thị Minh Nguyên lớp 9B đạt giải 3 tỉnh môn tiếng Anh. Hai em Nguyễn Trọng Dũng lớp 9B đạt giải 3 tỉnh môn vật lý. Đội tuyển thi điền kinh cấp huyện giành giải nhất toàn đoàn, có nhiều em đạt thành tích cao. Giải nhất nhì 3 cá nhân trong hội thi điền kinh do phòng giáo dục tổ chức ngày 20 tháng 1 năm 2021. Giải thể dục thể thao cấp tỉnh có 2 em đạt giải 3 cầu lông cấp tỉnh. Kết quả giải cầu lông cấp tỉnh, em Đào Thị Minh Nguyên lớp 9B giải 3 tỉnh, em Đào Minh Được lớp 9B giải 3 tỉnh. Kết quả học tập năng lực phẩm chất học sinh năm học 2020-2021 theo mô hình trường mới như sau. Toàn trường có 13 lớp, 489 học sinh
Kết quả học tập hoàn thành tốt 95 em 19,5%, hoàn thành 365 em 74,6%, chưa hoàn thành 29 em 5,9%. Về phẩm chất, tốt 353 em 72,2%, đạt 133 em 27,2%, cần cố gắng 3 em 0,6%, năng lực tốt 116 em 23,7%, đạt 365 em 74,7%, cần cố gắng 8 em 1,6%. Đối với cán bộ giáo viên, có một sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận của cô Phó Hiệu trưởng Đào Thị Anh Đào, môn Hóa học. Cô Đào đang được đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện. Có 9 cán bộ giáo viên có học sinh giỏi huyện, đó là các thầy cô Nguyễn Thị Lụa, Cao Thị Thu Hương, Đặng Thị Phúc, Đào Thị Anh Đào, Đào Thị Nguyễn, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thanh Bình, Lâm Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Phương. Có 3 giáo viên có học sinh giỏi tỉnh, đó là các cô Nguyễn Thị Lụa, Cao Thị Thu Hương, Đặng Thị Phúc. Năm học 2020-2021 vừa qua, trường Trung học Cơ sở Đại Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nhà trường đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng. Kết quả chất lượng học sinh tốt, có nhiều học sinh giỏi huyện, tỉnh. Cán bộ giáo viên đoàn kết, cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng nhà trường. Phát huy thành tích năm học 2019-2020 được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Trường Trung học Cơ sở Đại Hưng tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện công nhận là trường tiên tiến năm học 2020-2021. Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trường Trung học Cơ sở Đại Hưng. Trường Trung học Cơ sở Đại Hưng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khoai Châu, của Đảng, chính quyền địa phương xã Đại Hưng và sự hỗ trợ của phụ huynh, học sinh và của nhân dân.